Hôm nay mình sẽ nói chuyện về cách mà chúng ta kết nối cái iPhone và guitar để thu âm. Các bạn hoàn toàn có thể cắm guitar vào máy tính, nhưng mà giả sử các bạn không có máy tính hoặc là các bạn đang ở ngoài trời thì chỉ việc mang cái iPhone đi thôi, hoặc là cái smartphone nói chung. Trước khi bắt đầu, nếu mà các bạn thấy cái video này hoặc là cái series này có ích, bấm like cái cho vui và đăng ký kênh để nhận được những cái video khác trong tương lai. Phần đầu tiên mình sẽ nói về những thiết bị cần phải có. Cái đầu tiên đó là cái iPhone, tất nhiên rồi. Cái thứ hai là một cái thiết bị chuyển đổi. Đây nó đây, thưa anh em. Điện thoại của mình là đời 11, vẫn xài cái cổng Lightning. Thế nên là mình phải mua cái cổng Lightning chuyển đổi sang USB thường. Còn nếu các bạn xài iPhone mới hơn là cổng C thì các bạn sẽ phải cần những cái thiết bị khác là chuyển từ cổng C sang cái USB thường. Đa số anh em mình nghèo mà dùng iPhone ấy thường vẫn còn là Lightning đúng không? Tiền đâu ra mà mua Type C. Tiếp theo là một cái audio interface, hay còn gọi là cái sao card. Audio interface là thường sẽ kết nối bằng cổng USB. Sẽ có bạn hỏi mình là tại sao không mua những cái kiểu nhỏ gọn hơn, ví dụ như là Eric hoặc là cái thiết bị Go Guitar của hãng TC. Thì mình cũng chưa trải nghiệm nhiều để đủ biết. Và cái cuối cùng đó là cái chương trình để thu âm. Và trong trường hợp này mình giới thiệu với anh em đó là GarageBand, có sẵn ở trên App Store, các bạn có thể thu âm hoặc là làm nhạc trực tiếp được luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bước 2, đó là bước kết nối, là chúng ta sẽ dùng cái cổng kết nối này cắm vào iPhone. Sau đó là chúng ta cắm dây nguồn vào. Tiếp theo là cái audio interface. Một đầu là cổng USB, đầu còn lại cũng là USB. Sau đó bật nguồn lên. Nhưng mà quan trọng nhất là phải có tai nghe monitor. Chúng ta cắm nó vào cái cổng phones. Guitar được kết nối vào bằng cái jack này nhá, 6 ly. Một đầu cắm vào đây, đầu còn lại cắm vào guitar. Và thế là xong. Nếu mà các bạn chỉ muốn thu tiếng guitar mộc thôi, các bạn hãy vào cái mục là Audio Recorder. Và ở đây nó sẽ có mục là Voice và Instrument. Các bạn ấn vào Instrument. Thì bên tay phải nó có một cái mục tên là Monitor. Các bạn cần phải để Monitor là On. Và khi đó là mình đánh cái gì thì nó sẽ ra thẳng cái tai nghe kiểm âm của chúng ta rất là rõ. Cái tone là cái âm sắc. Nếu mà tăng lên, à, tăng lên cơ mà, các bạn có thấy khác không? À, còn nếu mà giảm nó đi, nó sẽ có màu tối hơn, sáng và tối nhá. Tiếp theo là presence. Nếu mà để cho nó xa, để cho nó cao hơn. Và so sánh nó với cả cái present này là các âm thanh nó sẽ rõ hơn. Nếu các bạn nghe muốn nghe nó tiếng nó đanh, nó rõ, sắc nét thì để present cao hơn một. Compressor là nén, có thể để cho nó to lên một tí cũng được. Và cuối cùng là room thì đang để ở đây, nhưng mà các bạn muốn cái phòng nó to hơn một tí thì để cao lên một tí. Đấy, các bạn thấy tiếng reverb nó xa đấy. Thì chỉ cần dựa vào bốn cái này thôi là các bạn có thể mix cái tiếng guitar của các bạn như các bạn mong muốn. Và cái đoạn vừa rồi nó đã được thu vào 8 cái ô. Và trong quá trình nghe lại, các bạn hoàn toàn có thể can thiệp lại những cái thông số ở đây để ra được cái âm thanh mà các bạn thực sự mong muốn. Ở trên cùng bên tay trái có một cái nút là multi-track, các bạn có thể ấn vào đấy để xem toàn bộ cái project. Các bạn nếu mà đã hài lòng với cả cái track này rồi thì các bạn có thể thêm một cái nhạc cụ khác bằng việc là ấn dấu cộng ở dưới cùng bên trái, sau đó là thêm một cái instrument nữa. Nhớ là phải bật monitor lên dưới cùng bên tay phải. Chúng ta có thể để một track nó sang bên tay trái và track còn lại nó hơi nghiêng sang tay phải một chút bằng cái mixer. Có một cái nút tên là mixer, các bạn ấn vào đấy. Ở đây có cái track pan, các bạn muốn nó nghiêng sang trái một chút. Sau đó là cái track 2, các bạn muốn nó sang phải một chút. Và bây giờ là kết quả.
Và vừa rồi các bạn thấy mình vừa thao tác thêm cả một chút reverb và echo. Echo là tiếng alo, 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 alo. Và với cách này các bạn hoàn toàn có thể cắm guitar điện vào, không nhất thiết là chỉ dừng lại ở mỗi cái acoustic này. Ok, chúng ta vào mục amp. Amp ở đây là những cái amp giả lập. Cái monitor ở đây nó khác. Trên cùng bên tay trái ấn vào đấy, sau đó là bật cái monitor lên. Và đây là cái tiếng guitar. Các bạn có thể tinh chỉnh những cái thông số ở ngay trên cái amp giả lập này nhá. Các bạn không thích cái tiếng này, các bạn có thể quét sang trái hoặc sang phải để ra những cái âm thanh khác. Ví dụ đây là small tweet combo, hoặc là black panel, hoặc là English combo là cái vừa rồi, vintage stack. Cạnh cái guitar có một cái tên là bass. Để mang lại hiệu quả tốt nhất thì các bạn cần phải có cái bass và các bạn cắm vào thì âm thanh của nó sẽ hay hơn. Còn guitar thường này cũng có thể giả lập được, nhưng mà tiếng nó nghe nó không hay lắm, gọi là để chữa cháy thôi. Đẩy cho cái bass cao lên, giảm cái mid xuống một tí, giảm treble xuống một tí. Ở trên cùng bên phải có một cái biểu tượng, ấn vào đấy là chúng ta có thể add thêm một cái pedal khác vào nếu mà chúng ta muốn. Đây là cái gì? Phase stripper à? Thử xem ấn vô thì nó sẽ là gì? Úi giời. Thôi tắt đi, sốt cả ruột. Bây giờ chúng ta thử quay trở lại cái multi-track và để nghe lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một cái track guitar nữa là distorted để xem là nó ra cái gì. Anh em luôn phải tun dây đàn trước khi làm cái gì chứ. Nghe phù dinh. Và đó là cái cách mà chúng ta kết nối guitar, dù là guitar điện hay là guitar acoustic, vào cái iPhone này và để thu âm. Và với cái audio interface này, các bạn hoàn toàn có thể cắm những cái micro ở ngoài vào để thu cả giọng các bạn được. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.